Em quay bộ 7 ly của Diane Xiao mẫu mới. Bộ này là có ở mặt trong là cao su trơn ha. Thì cái phía mặt trong của nó rất là trơn và hít vào da. Cũng đây là gồm một cái bộ đồ như thế này á, là gồm cả một áo và một quần như thế này. Độ dày của nó là 7 ly. Thì đối với những sản phẩm, đây là sản phẩm của hãng Diane Sale, thì 7 ly thì nó có in ở cánh tay là 7 ly đây ạ. Còn cái độ dày của đây, độ dày của mình có thể thấy đó là 7 ly à, như thế này đây ạ. Ở phần mặt trong đều là dán keo hết ạ. Đây, để em rồi. Và mình khi mình sờ thì nó cũng có hơi là có cảm giác đây. Từ đây em sao, và ở trước ngực thì nó cũng có hai cái phần điểm nhấn này. Ở dưới áo thì nó có cái nút như thế này ạ. Và đây là cái phần quần đây, độ dày của sản phẩm đây ạ. 7 ly là nó sẽ dày như thế này. Rồi bây giờ thì em sẽ tạm dừng để em lật cái mặt trong cho mọi người xem về cái chất liệu ở phía bên trong. Thì ở mặt trong nó không có cái, nó gọi là mặt trong gọi là cao su nemorane hở, giống như là không có mặt ngoài này thì người ta sẽ cán một cái lớp, lớp này là cái lớp ni lông để cho rồi và in màu sắc đẹp. Còn ở phía bên trong thì đó là lớp mặt cao su luôn, và người ta không có ép cái gì hết, cao su trơn luôn gì đó. Thì bây giờ em sẽ bấm dừng lại và em quay vào mặt trong ha. Thì mặt ngoài thì đường chỉ may người ta sẽ may như thế này, nhưng mà phía mặt trong người ta sẽ dán keo và nó không, đây ạ, không có đường chỉ may như thế này. Thì khi mà nước nó sẽ không có vào được. Đây là bộ 7 ly, em đang quay là size XL rồi. Đây, em đã lột xong cái mặt trong của cái quần ra rồi đó ha. Thì cái mặt trong của cái quần nó sẽ như thế này đây ạ. Đây ạ. Rồi đây. Đây ạ. Em bóp cho mọi người xem ha, mình sẽ có thể cảm nhận được là cái loại chất liệu này nó sẽ như thế nào. Nó sẽ là đó, nó trơn như thế này thì nước nó đâu có, nước nó không có ngấm qua được ha. Với lại là những cái chỗ đường chỉ may này là người ta dán keo hoàn toàn rồi, thì không có, không, nước nó không có qua được. Rồi đây em quay lại hả. Đây, mặt trước mặt sau đều như vậy hết. Cái áo thì ở phía mặt trong nó cũng như vậy thôi. Em lột cái áo ra cho mọi người xem luôn ha. Em đã quay lại rồi. Thì bây giờ em đã lột xong cái mặt trong của cái quần, cũng như là mặt trong của cái áo. Thì em quay cận cảnh cho mình xem ha. Đây, các cái đường chỉ may cũng dán rất là tinh tế. Không có nhiều, nó rất là phẳng, rất là đẹp như này. Đây đường chỉ may đây, đường đường chỉ mà bên trong người ta dán keo á. Thì thật ra thì đối với cái khi mà mình lột cái bộ đồ này ra thì mình lưu ý cái mấy cái móng tay của mình nha. Anh nào có móng tay dài á thì mình cắt bớt đi, nếu mà nó cứng quá nó cũng, em cũng nghĩ là nó, mình cứ đảm bảo an toàn trước đi, đừng có để nó
nó móc vô trong cái áo này, nó trầy là nó uổng. Hàng cao lắm, hàng này hàng giá trị cao nên là mình cẩn thận một tí đó. Ở phía sau lưng thì người ta cũng bộ áo này thì không có dây kéo và mình chui ha. Thì cái cách mà để mặc được cái áo này á là theo nhà sản xuất người ta hướng dẫn á, là đầu tiên là mình sẽ mình lấy nước, nước mình hòa với cái dầu xả tóc. Dầu xả tóc nha. À, các anh nhớ là dầu xả tóc. Mấy chị phụ nữ thì hay dùng dầu xả lắm nhưng mà mấy anh thì ít khi dùng. Dầu xả tóc thì mình hòa với nước, sau đó là mình lắc đều. Mình đổ nước vô cái mặt này này, mình rắc nước cứ hết vô trong cái mặt này. Mình xịt nước vô, sau đó mình lắc đều cho nó cái lớp nước đó nó tráng hết cái mặt trong đi. Sau đó mình mặc thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì cái này á là nó có tính chất, cũng có tính chất là rất là hít hít vào da của mình này đó. Em trượt cái bàn tay của em lên mà mọi người có cảm thấy là nó cái chất liệu vải này nó hít vào cái da của em không đó. Em không có thể giống như là mình nó không có trơn mà nó ở kéo cái da mình vào á, cho nên là cái này nếu mà mình mặc không không như vậy thì nó rất là khó, không có dễ dàng để mặc đâu. Về cách bảo quản cái đồ này ấy, thì mình chỉ xả nước lạnh này, hoặc nếu mà mình thấy dơ thì mình dùng sữa tắm hoặc là dầu gội của mình á, mình rửa nha, chứ mình không có dùng các cái loại xà phòng hay là mình bỏ vô máy giặt là tiêu á. Mình phải biết bảo quản, rồi sau đó là mình phơi thì mình phơi chỗ nào mà thoáng mát thôi, chứ không có phơi ngoài chỗ nắng gắt quá, hoặc là mình không dùng xà phòng này. Xà phòng là xà bông á, xà bông giặt đồ là mình không dùng nha. Những cái chất liệu mà có tính chất tẩy rửa cao á thì mình không có dùng. Thì mình hãy coi cái lớp áo này giống như lớp da của mình vậy. Da của mình dùng được cái gì thì lớp áo này nó dùng được cái đó. Khi mình mặc vào á thì cái này cũng như là lớp da thứ hai của mình vậy đó. Nó mình thì mình được tăng thêm cái lớp da 7 ly này nữa thì nó sẽ giúp mình là ấm áp hơn. Rồi, em đã quay xong cái bộ 7 ly của Diane Sale loại loại mới ra của năm nay. Rồi em xin chào ạ.